Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang. Mình là Vinh. Mình là Quốc Tấn. Đây là game Faraday 5. Đây gì vừa cái vô ta? Quên để mình bật cái này cái. Thì đù cái học này. Vừa vô gặp cái tụi thằng này đi ngoài đường, nay đi lang thang ngoài đường. Được rồi, cho mày lang thang hả mày. Dân tẩy não và đi lang thang ngoài cho chúng giết. Được rồi. Lang mày thang tìm tao. Em hả? Gì? Tôi đi tìm em, tôi đi tìm em dưới đời tôi. Dắt chó đi lang thang nè, dắt chó đi lang thang nè. Thiệt thức, mình bắn gì cũng hụt nữa. Rồi chổng mông luôn. Rồi, thì tập này mình quỷ sẽ nào mà la ớn à. Trời, Đức Sơn thấy mẹ bắn đồ đi ngang qua đây cuối cùng. Ui. Chó sói giết chó mẹ bắn già. Ồ, chó sói này giống vậy mà thua vậy. Bởi vậy nên chó của mẹ bắn đồ thua chó mình là vậy. Chó mình mới biết. Chó mình là giật ghê luôn, à, chó ghê sói à. Luôn nè. Con mẹ bắn đồ này đã thấy mẹ băng qua đường khí thế đó mà. Tôi nghe cái la á cái rồi xong vậy nè. Chết tư vậy luôn nè, trời mà không lục đồ được, phải ít ra phải lục súng của mẹ được chứ. Không cho. Thì nằm phơi thân giữa sa trường. Hôm nay tụi mình sẽ làm đúng một thiệt. Nhiệm vụ phụ ha. Nhiệm vụ phụ. Đi buôn bán súng dạo cũng tội nghiệp thiệt. 500 mét đây nè. Này sẽ lấy xe đầu kéo đi. Nào quá nào quá. Nào mà định năm đến. Mua đồ to đồ bự thấy vậy. Lên chưa, lên chưa? Rồi đi đi. Ủa tại sao anh nhấp vô nhiệm vụ mà nó đi nó không để đi, để đi. Vụ nope. Di chuyển nope. Mày nấp nope, hả? Mày lú lú ra mày bắn đại đi, mày đạp mình lù lù đấy, mày nấp mày đưa cái đít lỗi, đưa cái đầu ra chắc... bắn không à, gì à? Chắc là do mình chưa có bắn trong não. Nó gọi là cậu là ngu. Ngu quá sức tưởng tượng luôn. Rồi anh em thấy là có ai dám chơi trò mạo hiểm với mình không? Làm gì có. Không có ai bao giờ mà dám chơi cái trò. Đúng mà chàng hàng ở đây được hết trời. Mày đụng bay hết rồi. Rồi chỉ cần mà thối thúc cho nhỏ cái đút cái tay ở đây hay đút cái chân ở đây là bực. Map bị lỗi rồi nè, không hiển thị chỉ đường nè. Khỏi cần chỉ đường. Chạy qua luôn rồi thấy chưa? Quay lại đi đâu? Chạy đúng mét thôi được là gì? Cái này chủ quái, chủ ma, chủ cò rồi đấy. Đù để hình bò bự ta, tưởng đâu? Ta tưởng đâu có hình bò chứ. Nào ngờ cái tưởng. Làm gì đâu game này có quái vật, có yêu quái mày. Tôi nhìn thấy bò tao hết hồn mà. Tao tưởng nó boss thiệt. Nào ngờ chỉ là một bức tượng thôi mà. Khoan coi coi vị trí đúng không. Ồ nó đi đường khác rồi. Thì chiếc xe này đi địa hình không có được nên nó không dám băng đường tắt. Đâu, nó không dám băng chứ cũng bàn bàn chạy thôi. Ý là nó là đi trong rừng á. Nó đi trong rừng khó khăn cái gì. Ừ. Chứ dạng nó container tải thùng, dần tải lớn nè. Đồ kéo chơi đi đâu được. Mà chạy vậy là quá sức chịu đựng của nó lắm luôn rồi đó. Rồi chơi thế. Đang rừng, đang bú, đang thông kinh vòm ha. Chơi, dần chơi. Ủa sao nào nhóm lâu lâu quang vô cái. Đây, vợ chồng lên. Trời ơi. Tụi nó bị bán xà bông. Đè gì khó chạy quá chạy. Bắn nó như vậy luôn rồi kìa. Tao bắn nó đâu mày chạy mày đụng nó đó. Cái gì dân phe mình mà chơi nhau kỳ vậy. Rồi trên xe được rồi. Rồi bỏ đi. Bỏ của chạy lấy người liền. Kìa. Hay lắm. Thế hổm tao lượm cái súng bóng lụ coi nhỏ kia là tao có sự tính toán hết rồi. Tao vừa bóc bơm ra luôn. Lượm 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 rồi chuẩn bị. Ôi, còn giống cái trái rừng quá à. Không phải là giống mà trái thiệt anh em à. Còn tí tàn đời mình rồi. Còn có chiếc xe này nè. Còn làm có một viên đi. Đạn súng bóng lụ thôi á. Rồi dí theo còn một nhóm nữa, một top nữa. Nằm đây nè.
À, cái nhiệm vụ là dí theo cái top này hả? Ừ. Đơn giản vậy à? Đơn giản cũng dễ ăn thôi. Đại nãy tao lộn được xuống không đủ á. Tao nhảy xe, tao núp gốc cây. Trời ơi, nhiệm vụ của mẹ nào đây? Hiện ra mẹ giữ đầu trên lè nét hả? Cái đầu một đống rong đống riêu sợ cái gì nghe kinh vòm thế. Cái gì đây? Trời ơi, hai đứa tụi bay. Ê hai đứa đang mua đầu to đầu bự gì? Ê, có nhà nhỏ đâu đây. Ê, bậy rồi. Có đó hả? Ừ, nó có vị trí kim cương kìa. Hỏi đi. Thôi lỡ rồi. Đang làm vụ đang gì mày? Nó nói gì không lắm. Chịu rồi chứ biết sao giờ. Trời ơi. Chỉ theo gì đâu, lâu cái đòn nó chạy chậm gì hết. Ừ, xe nó đi từng mà chậm như cú mò. Ừ, chạy dưới luôn đi. Chạy dưới, ráng băng ra, đúng rồi. Băng lên không được. Chạy dưới luôn. Chạy dưới cái ngẽ cái rảnh luôn. Có đường lên rồi, có đường lên rồi, có cỏ là lên được. Rồi, ok rồi đó. Giờ bắt đầu bóp nhíp nữa nha. Tao để tao tưởng nó làm vụ gì, tao làm vụ đó. Có gì đi kim cương đâu. Cái này đi kim cương đâu đồng thế. Nãy có lên cái súng chưa? Lên rồi. Chuẩn bị có thằng lửa kìa, bắn nó, tao tông nó, đổ xe mất công nữa. Bắn nó. Gậy đi. Không ơi, đỡ nét đu. Chuẩn bị tỉa tao đây nha. Tao bắn tụi này không chết đâu, cái súng này khó bắn lắm. Tụi nó đến 2-3 cây lận. Cánh mày bắn lên đầu cái thằng bắn á. Nghe nói tụi dễ ăn lắm. Gặp chạy mà rung đảo vậy nữa. Thấy đàn bạc hay nhiều đấy. Ôi. Ông nhiệm vụ này cho điểm kỹ năng cũng ngon bộ mày. Đủ tiền. Cái thằng đó chạy xe kiểu gì vậy? Chạy ông nội đi chứ chạy. Trời đó cô. Đâu có điều khiển cái xe này được. Xe lụng bánh. Nè. Chạy đó là phải như anh vậy nè. Này, 400 mấy đó. Tiếp tục xe là phải dẻ ra liền này. Thiệt bắn vậy chạy xe yếu người mà bị đặt chạy. Ủa sao đây nó đòi ra trả xe cho đó. 800 mấy mét gì vậy? Trong bán đồ ấy nằm đây mà. Đánh dấu, à đây là cái đồ. Trả xe nó không lấy luôn hả ta? Cái thằng này anh chê. À nhiệm vụ phụ mình phải lại mình nhận. Mấy nhiệm vụ phụ này hơi khó khăn à. Nhảy trước đầu xe tụi này mà tụi này sao nghe bình thường bình tĩnh dữ vậy? Chặn đầu xe đó hả? Con ngồi trước cái đầu xe tao nhảy rầm rầm đùng đùng luôn mà không nói gì hết. Nó hiền, nó thấy mày cầm vũ khí đâu phải như Gata 5. Gata 5 chỉ nhảy ra bắn bỏ rồi. Không, Gata 5 nếu mày không mang vũ khí thì ấy, còn mày mang vũ khí là nó té đáy liền. Đúng không? Còn trong này là nó bình tĩnh, nó nói là chả có chuyện gì hết. Nó nói là bình thường, không có gì hết, phải sợ. Còn chữ mấy thằng bị ngu, mấy thằng bị học mới làm vậy. Ừ. Có vụ chưa, có đồng ý coi chứ, từ từ để làm. Đấy, vụ kim cương nhé. Giờ cái radio nhỏ này xấu. Thú khôi xấu toàn luôn. It was supposed to be an easy job. Cái này làm gì vậy? Down into the Wellington mine, gather khiến ăn lũ đạn chắc. Then the cult showed up. Dạo này lũ đạn ăn nhiều lắm nha. I barely got away. Chỉ giờ chỉ nè. Rồi nạp đạn luôn. Ôi, súng bóng lũ này có súng bóng lũ này vô mắt quá, dục liền, đổi liền. Phát lên, nổ đi đu. Ghê quá. Súng đạn yếu quá. Nhưng mà anh đây rất tiếc là hai cưng không thấy được anh. Vừa đâu, quay lại vừa thấy ơi nó kia nó kia. Như mua chi mất tiền đúng không? Tao đổi súng rồi.
hết tiền hết bạc rồi. Đó, phải đổi một cái cây nào đó mới được. Rồi, cái súng này bắn sao đây? Đổi cương đi. Mua cây Eden's Gate did something to him with drugs. Cái này là dạng hàng mắc tiền. Mình là dạng nhà nghèo. Nước nghèo hướng khổ nên là nhờ vũ này để nèm. Nói chung là sử dụng vũ khí bình thường, vũ khí gì nó cho mình lấy sử dụng khỏi phải mua, hiểu không? Với mình lụm được súng thôi, đừng có mua mấy loại súng VIP như mày, bởi vì chơi có vậy không? VIP gì lâu lâu đổi cây mày. Thế tao lấy cái sục căn bản nó cho luôn không? Đó, 700. Ê, nhiệm vụ này quen quen mày. Nhắm này 5 điểm bị trừ dữ rồi. Vậy ổng nhắm này ngon hơn nè. Đi 700 mấy nhưng mà mang lại cái tỷ lệ ngon cao đó. Ôi nhiệm vụ nằm. Ôi nhiệm vụ nằm tốt dưới đây. Puyuri bắn dĩa hết. Đằng ốc. Nhớ đi cái xe bồn kìa. Đi. Lên lên lên. Lên giống liền. Để quay lại phải kiếm cái xe bồn đại đâu. Nhiệm vụ này đi là không có chỉ đường nữa chứ. Nằm dưới quê khúc tối. Sao? Chỉ đường đi. Tranh thủ mình giải quyết cái khu của Miner thâm quật. À nãy quên lấy xe địa hình mình ra. Chạy xe thùng nữa chứ. Ờ quên Miner thâm quật nó hèn chi. Thấy thiếu thiếu cái gì. Ủa nó đâu nãy rồi? Nãy không biết, tưởng đâu súng đạn, mày chưa kêu ra nè. Không, nãy là kêu nó ra à. Chứ giờ nó đâu? Mày biết, cũng chết đâu. Cái này là gì ta? Cái này mỏ lết gì, súng đạn gì đây nè. Toàn là những cái chiêu mà... Đâu kìa, Miner thâm quần đang chạy vô điện tới kìa. Ủa, còn xe có muốn đụng Miner thâm quần nữa chứ. Đổ can. Đấy, cái tụi đầu lâu đó kìa. Gan, gan. Bỏ nha mày. Đó, tao cũng chạy lên xe ngồi vậy đúng rồi. Rồi, để con anh kỹ năng có 8 điểm. Anh chị đang giờ chơi cái chạy xe thùng vậy nè. Cái ba lô này chắc nó chứa thêm được đạn nè em. Còn cái này thì nó có thể là không, cái này nó chứa thêm tên nè. Here we go. Này cái đi, 8 điểm nó vừa y luôn. Đường xuống dưới là đường nào đây? Còn tí bắn bể đầu đó rồi. Chạy bán luôn đi. Stop. Chạy đủ số mét là thôi chứ. Trong đây là khoảng gì biết xe thùng cái này mang này, bự quá khó mang. Tự ơn. Tiếp tục trung thành với những cái cây gỗ. Quay nhập lưng xe thùng rồi. Rồi Miner thâm quần bản lẻ dữ hả? Dân qua đào tạo chuyên nghiệp, nó vậy đi. Đúng, đúng là lính chuyên đào tạo, có đâu khác dám ha. Bắn đầu tụi người ta thường tao đây. Tụi tẩy não này. Khoan cái này làm sao cái... hay lắm. Đang đổi mấy cái vũ khí ra. Ừ, lụm lỡ cái. Mà đổi qua cái này chơi cái này không thích bằng Faraday 4. Cù lự đâu rồi? Cái cù lự mình mua biết bao nhiêu tiền bạc tiền của mình đây. Xe cộ gì vô chiếm đồn luôn mày ơi, không có xe cộ gì chạy hết rồi. Bộ luôn. Sao quá à? Như có chiếc xe nhỏ đó đó, tao thấy mà tao không lụm. Rồi lấy luôn. Nè, không. Ủa, có đồng thấy... hổ luôn nè. Mày sao tao thấy cái đồn đó mày? Thì có cái đồn đó luôn mà. Rồi, chiếm luôn chứ sao giờ. Thôi vô lên xe từ để Miner thâm quẩn lên rồi kìa. Rồi vậy xuống rồi, nấp trên đồn này làm luôn đi chứ. Rồi, tiện thể luôn. Nó kêu vô chiếm đồn để lấy xe. Mày nào mà nó nói linh tinh liên thiên trong đây. Đấy rồi. Damn.
Là gấu bị đứa đít ở đây làm gì? Mày báo hả mày? Chưa kịp báo nha mày. Để cho báo mày lắm. Vừa thấy chưa chưa biết rõ tình hình là kẻ địch ra sao rồi, coi như là cái đồ của nó đã bị chiếm rồi. Có cối xe gió đồ luôn ghê á. Mày nó đờn nhạc rồi. Đồ bò chết sống lại luôn. Ở vậy mới ghê. Rồi. Có xe xuống dưới lấy nhiệm vụ kia. Mở cho cái máy cài dưới luôn kìa. Đây là chắc có đồ quý giá trong đây nè. Đồ súng phóng lựu trong đây luôn hả? Động chứ. Nhà lớn vậy mà. Anh đầu xem. Trời ơi. La la. Ở đây sẵn em. Tấn trong đây luôn. Ở trong toilet sẵn chờ tao chứ gì. Gì đâu. Có kép sắt, có kép sắt, mở liền. Rồi có tiền trên bàn nữa chứ. Này lục đồ dưới vậy hả? Em rử, đây nữa, 21 đô. Ngủ thì vừa bỏ chìa khóa tủ luôn. Biết là chìa khóa đó là để dành mở cái gì, cứ chôm trước đi. Ủa sao không có ai trên giường á hả? Có nhỏ trong toilet, còn tí tao tấn nó trọng luôn rồi. Đồ. Lên, có lên tao thấy là tao mê rồi, tao phấn chấn rồi. Rồi. Bò có gì không? Chuột bò chắc không có rồi. Có gì đi kim cương luôn. Đây. À full rồi. Mấy ốc chim bù lon gì trời nó. Giờ thôi đi. Kiếm đồ mà bò sống vậy chứ nghĩ á. Chắc bò chả chết đó. Chắc chờ mình đến ứng cứu. À đang full rồi. Rồi đi đi đi. Quỷ già này. Lên xe thùng đi tiếp nè. Đi xe này hả? Đi xe này tốc độ nhanh. Vì con Miner thông quần chưa dành đây rồi. Có xe nào ngoài đó nữa không? Có. Xe chở này đó. Xe đi địa hình nè. Gì vậy? Chở đi. Tao là vẫn là người chạy ban Miner thông quần chắc chạy xe thùng quá. Gì? Miner thông quần chắc chạy xe thùng rồi. Tại nó ngồi nữa, xuống rồi, tao xuống xuống rồi. Chết, có quan tâm. Đù, bộ không quan tâm. Có những người người ta làm bộ người ta không quan tâm vậy thôi. Đấy, trong lòng cũng quan tâm. Quan tâm gì? Nó đi gì? Nó đi đường nó, tao đi đường tao. Lát, lát cũng là cái tỉa thụ tao à. Coi. Ủa? Có, để coi cái chỗ đó có cái cầu nào qua không? Ừ không có đó. Xe rồi chạy bộ mày ơi. Đó chở hai người kìa. Bắn chết rồi kìa. Gì? Lại cứu Miner thông quần chạy máy cài mày. lại cứu hai kia ra mày. Đâu? Quay lại sao? Quay lại đi. Quay lại ngay chỗ Miner thông quần mới chạy tới á. Quay lại chỗ Miner thông quần mới chạy tới á. Ừ. Chạy thẳng lên trước luôn. Bắn rớt nó rồi mà. Cũng người chứ. Đó. Gì vậy làm gì mặt kìa. Vì nó không còn chạy với cài lại giật mình chứ gì. Trời ơi thiệt chứ. Gì hép mi không nổi. Chạy luôn rồi. Thôi bay qua sông nè. Ừ ơi Mino. Ở lâu rồi mình không thử câu cá ta. Trời ơi. Cái sông vậy mà còn bay chuối được nữa chứ. Làm như thợ lặn chuyên nghiệp á. Mấy dân mà đi bơi sành nghề hay sao á. Nhảy xuống cái chuối cắm đầu luôn. Ai? Mày chứ ai? Ủa tự nào khen, đang khen Miner thăm quần rồi đó chứ. Khen gì? Ai khen Miner thăm quần? Thử cái vùng này có cá bự. Đây nè nè, coi Miner thăm quần bao nhiêu lết nè nó. Mày thấy đi, mày bắt đưa đi. Thôi tao bắt không lại nè. Làm sao mày làm sao đủ tuổi? Thấy Miner thông quần bao chưa? Cái dạng mà qua trường đào tạo chuyên nghiệp á. Ta khác lên. Đây.
rớt một thằng. Tao đang câu cá mà tụi bay bắn tao là sao? Thứ chấm hết. Cá bự lắm á. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Bự, bự. Ở đây cá bự nè mày. Lấy cái thuyền đó mày giật chừng chục con nó được cái gì? Gỡ vốn liền chứ gì? Làm giàu liền. Cái thuyền của nó đây nè. Cá gì lâu thì hết nhờ bắn. Cá bắn này cá bự không à. Cá nhỏ xíu rồi, nãy dính con cá bự. Tưởng đâu cá bự, cá bự có chỗ kia cá bảy mấy bao không? Khó câu lắm. Cái thằng lại phá đám rồi. Cá này tao cá nhỏ. Bắn nó thế nào cũng thấy mày. 13. Thôi chạy xuống đi. Định là tao phải bắn bỏ thôi. Có cái cù lôi nè anh em. Khi nào mình đợi mình chiếm đồ mình làm vụ bằng cù lôi này không ta? Đợi mình leo mình gõ đầu thằng hết. Cái này mình mua hồi video trước mà mình chưa xài nè, chưa xài gì nhiều về cái cù lôi này hết à. Đính răng đồ cũng dữ dội lắm. Như đồ có rẹp nữa. Có phang luôn hả? Đù. Cái bộ cái này chơi được à. Gì đây đây? Gì hù này gì đi? Thấy tao bắn tốc độ chạy tới mày rồi chưa? Wow. Mờ ảo ảo diệu rồi mày ơi. À, mấy con ảo diệu này. Bắn nó. Tụi nó là zombie. Đã lúc. Trời cúng cơm luôn. Yếu đuối. Chưa kịp móc súng ra. Cầm con chài định gõ nó. Ôi sao con này boss mày ơi, con boss á. Chết rồi, chết rồi. Sao mày không đâu ok cho Miner thăm quần? Miner thăm quần tự lo được. Trời ơi, ok Miner thăm quần mày chứ. Lên đầy lỏng kia. I'm on your side. Lấy ra này. Rồi, xong rồi đó. Rồi xong. Cái con này do con nhỏ kia tạo ra chứ gì? Không, khu vực này đâu phải của nhỏ đó mày. Chứ sao mà anh đọc vậy? Lên khu vực trên mới gặp nhỏ đó. Đĩa ha. Rồi. Dịch chuyển con ảo nè, nó con ảo diệu nè. Chuyển về cái nhiệm vụ này đi. Là một cái nhiệm vụ nữa. Tê le tốc độ cao. Tốc hành. Mấy đây già đó là làm ăn tốc gì? Tốc độ lên. Mày cầm sọc gân mày sọc banh lọ hết mà. Cái sụt này sụt căn bản yếu xìu mày thấy không? Sụt mà nó cho mình ngay từ đầu á. Cái tao bỏ thêm nồng đồ vô. Có gì đâu. Cũng mạnh rồi. Mạnh như đâu bằng cái sụt đỏ đó. Giờ chơi là không có cần nhiều súng mạnh. Từ thôi. Một cái cung đỉnh càng khôn đỉnh giáng sơn gì đây? Ở đồ. Có đã dùng sử dụng vũ khí chơi cho hợp lý nhưng mà đừng có sử dụng vũ khí mạnh. Thầy có thằng có nhiệm vụ đây nè. Chó sủa cắn mày bây giờ kìa. Mày làm tao không nói chuyện nó được nè. Chữ à. Súng cũng hư rồi. Ê ta chó. Mừng rỡ đi coi. Đồ mấy chó này nghe hiền nha. Thở đụng cái chịu liền. Gặp chó Việt Nam đụng cái dí cắn. Xúc quần chạy qua đường. Dí cắn kêu đụng nó nữa mà mày muốn lại mày đụng nó cái nó chạy liền. Có con mà nó không sủa liền cắn rồi thấy. Này chữ game nè. I'm pretty sure the family that used to own this farm is long gone. John C. made it home. Không giết bò được sao biết bò nào của mình. Diễn ơi. Shit, they're really laying it on me. Anh nó không hiện lên rồi. Quay mấy bò này thành bò điên rồi. Coi
À để cho nó chạy vô chuồng, để cho nó chạy vô chuồng. Lùa lùa nó vô bò chuồng mày ơi. Cái gì vậy? Đâu ừ. Lò, lùa ba con bò vô chuồng. Bắn dưới đất cái cho chạy vô. Miner. Vô đi, vô đi, vô đi. Làm như là chắc bò nó chết rồi. Miner ngu nè. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Tao nãy còn tí chậu lựu đạn nó giết hết rồi. Thôi là cái chậu hụt á. Mau lên, rồi 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 rồi, về rồi, về rồi. Miner mày bị bò đụng chết quẩy rồi, ra cứu đi. Vì lý do. Bị bò đụng chết nãy. Ừ ơi. Làm ăn kiểu này chết rồi. Rồi, ok. Vậy chứ. Khoan, khoan, có mấy thằng đây nữa nè. Mày dám rừa rừa chạy hả? Mày đập vỡ đầu ở đó mày giỡn nè. Mày phóng dao liền. Thiệt chứ từ ngày qua Fire 5 nên không sử dụng dao nữa ta. Ít khi thôi. Tại cái phím đắt không còn ngon như hồi đó nữa. Chứ có, tại mình chịu sử dụng á chứ. Có ba con à. Rồi ok lên, rồi lên. Câu nữa. Đang nhận nhiệm vụ. Đang nói chuyện, đang nói chuyện nhiệm vụ. Nói chuyện gì nào đó à? Rấn ngứa nè. Chỉ lên tuốt trên đây luôn. Chạy nhiệm vụ xem bộ hơi bị gần á nha. Ở vị trí kim cương đây 300 lẻ mấy mét nè. Rồi kim cương ở đây đi. Ừ. Chứ không phải quánh hết cái map này mới được. Vậy mà cũng lọt được nữa chứ. Thiệt tức. Không thể nào tin nổi. Có đồn kế bên nữa chứ. Nhiệm vụ thì ở đây nữa. Nhiều ha, xem bộ mấy nhiệm vụ này càng ngày càng một nhiều. Càng ngày càng dễ ra làm rống không. Đi đâu mày lâu dữ hả? Mà Far Cry 5 này là có Việt Nam của chúng ta đó anh em. Nhưng mà không được. Ồ, có mấy thằng này đây. Rồi, tao giết hết. Tụi mình không dám chơi cái DLC đó. Không dám đụng vào luôn. Đụng vào là không được. Tại vì về đây, nhân vật ở trong Far Cry 5 là nhân vật mình chơi á sẽ là tiêu diệt người Việt Nam của chúng ta nên là không được ha. Mày phóng dao. Để tụi mang cây đầu nó mày. Phóng dao vô đầu nữa. Rồi đâu đứa nữa. Khoan cù lẳng trong đầu nữa. Đây có đồ nè. Dơm hết. Đồ gì trong đây? Ồ kim cương ở đây hả? Ồ vị trí kim cương là ở đây hả? Đâu? Đó lại nhận đi, coi coi có biết nào. Đâu lụm lúa đây, đây nè. Cái nhà này tao nhìn quen lắm. Tao nhìn vô cùng quen thuộc luôn. Dạ vô đi, vô đi. Cái chỗ này hổm tao ve xe vô chứ ai. Bây giờ là phải vô được cái trọng. Tức. Chạy lên đi, trèo lên đi, phóng vô. Mày hay lắm. Trèo lên kia, chuyện qua nóc nhà là mới phóng vô được. Ừ. Biết không? Nhưng mà khỏi tao vô được rồi. Ai vậy? Tao vô được rồi. Xe nào mà rắn bướu kinh thế. Tao đã coi. Cái con nhỏ đầu trọc này. Tao vô được rồi, để tao chạy xe ve tao đẩy, tao mở cái nắp hầm ra cho. Cái gì mà heo mi, heo mí gì nữa đây? Làm gì chết vậy? Bởi vì dân gà bắp gì cứ trèo lên đó chi tao đứng ngoài tao cũng vô được vậy. Mày ve xe lại mà nhảy vào. Vậy sao nãy mày không làm vậy? Tao đang làm cái thế, tao đang làm vậy mà làm ở cổng sau nè. Đồ. Chứ sao không làm vậy mày?
lấy con gà đó chạy sao? Thấy không? Đó. Ra chưa hả? Đâu đây? Mấy chỗ này nghe lý tưởng quá ha. Tao khoái nhất là nhà có mấy tầng hầm bây giờ nè. Ủa nằm đâu rồi? Ở dưới đây không có cái cụ họ gì đây. Cái lau tưởng đâu cái mã chứ. Đâu vậy? Chứ có gì chứ không? Đâu dữ trèo lên. Đây là không có nè, trên mới đúng á. Thì mày chạy tới có cái thang cái mày trèo lên. Thiệt tình chứ, tao đi lên đi xuống mà mệt chỗ này đi. Thiệt chứ, ảo thiệt chứ. Cho thôi tao đi vô đường này đi thiệt chứ, không còn mở cửa ở đây nữa. Cải trời thiệt. Thiệt xe này vào rồi, vào rồi. Đẹp, hoa ương đen. Rồi. Cái này chưa vui này, không có nào phan chơi hết thiện tức. Đợi không lẽ phan mấy gà này chứ. Giỡn thằng này mày làm gì vậy? Chết mà còn coi đồng hồ hả mày? Rồi thằng này chết mà coi đồng hồ nè anh em. Nhìn đâu? Cái tay này là nó quặt xuống là nó đang coi đồng hồ nè. Nhưng mà bị nào trấn lột rồi, nào gỡ rồi. Trời, tưởng nó không có cái đồng hồ đây còn nói. Không có cái đồng hồ luôn. Nó phân tích mà mày, trời ơi đúng à. Đúng vậy là tụi này trộm cắp mà. Rồi, tiếp tục lấy thêm kim cương đi. Lấy thêm một cái kim cương nữa phải không? Rồi đi. Ở ngàn mấy mét dữ vậy, xa thế. Lát lại mà để đâu thể hiện tao phang cái cây cù lôi trong cù đầu nữa. Cây thôi đi ngay sát bên cái đồn và chiếm cái đồn luôn đi, kết thúc chưa video. Chưa có đất dùng dụng vợ ở đó. Rồi chiến nhỏ. Cái cung này của bác chừng nào có được cái cung kia trời. Đồ mấy trái bí ở đây nữa. Thì bắn trúng thằng kia phát hiện là bị thằng kia, mấy kia thấy nó có thằng chết. Giết nó. Có thằng chạy ra nghe hướng mày á. Chiến liền. Cái này cũng có đất cũng giỏi chứ. Con quỷ. Cái gì vậy? Bắn thư cái báo động của nó nha. Rồi sống luôn. Độc Dương chết rồi. Rồi chết rồi. Ơi mày, Độc Dương vừa chết cái chiếm xong cái đồn kia tỉnh dậy như đúng rồi luôn. Đúng rồi, tao thấy mày chết cái tao bắn đầu thằng đó cái mày tỉnh dậy luôn. Trời, nãy tao bắn chưa kịp lại báo động á. Đâu bắn hư cái đồ báo động nữa. Thổi nhấn nhùng gì hết. Hình như cái chỗ này lúc trước tao gõ đầu mày nào nè. Mày cầm sẻn, mày ganh á, mày ghen á. Dù Mino tham quan mày ghen, cầm sẻn chọi tao điên cuồng. Thôi, thì như vậy thì tụi mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình gặp tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào.